chị chứ, chị gây bất ngờ. Thành viên trong nhóm nộp hết tất cả tiền bạc dùng vàng châu báu những vật quý giá nhất vô đây. Vậy mà nó cũng nghĩ ra được luôn á. Là nè, dòng vàng là điện thoại luôn hả? Điện thoại có thiệt không ạ? Thay đồ ra luôn cũng được. Rồi. Hết hồn. Tất cả em là, tại vì em là leader cho nên em có quyền lead ra. Tại vì em không biết đây là phản hay là ơ lộn, là thưởng hay là phạt luôn. Bởi vì mọi người sao mà hình như bị tăng động sao á, leader lẹ đi mày ơi, tiếng nữa hết môi tới rồi. 60 phút bắt đầu. 60 phút bắt đầu vẫn chưa ai coi tiếp tục. Trời, phải có người coi mới bán được chứ. Xin chào mọi người. Dạ xin chào mọi người. Dạ hôm nay đặc biệt là Gia Gia mới vừa đi Nhật về thì Gia Gia biết được là những cái sản phẩm của Nhật á, thường thường người ta sẽ chiết xuất từ thiên nhiên hết á, người ta làm từ những cái nào mà hiệu quả nhất cho cái này là phụ nữ. Cho nên là các bạn biết là với cái giá mà 699 thôi, các bạn tặng thêm 1.000 nữa đi là 700.000. Em đang cần gấp lắm. Ủa em mua luôn hả Nam em? Trời đất ơi. Em đang đâu đấy? Em mua đi chị hả? Em đang ở nhà không? Anh mở cái túi em ra lấy tiền. Anh mở túi em ra lấy tiền mua hàng của em cái. Em để tiền ở trong đấy, anh mua hết hàng của em cái. Em đói lắm rồi ấy. Mua luôn đi nhá. Để chứ vẫn cùng xin đảo tạc rồi nè. Alo em nghe. Anh ơi em đi tới đâu rồi anh? Em đang tới rồi, chắc khoảng 10 phút nữa em tính tới em mắc 4 rồi. 10 phút nữa tới lên mắc 4 là có 4 triệu cho em mà vô không anh? Đúng rồi. Trời ok anh. Xin gửi mọi người. Tiền mãi cho 1.000 luôn. Hơn quá rồi. Trời ơi hơn quá rồi. Đúng rồi. Trời ơi hơn quá rồi. Wow. Đến giờ chúng ta không uổng phí công sức nha. Rồi cất quỷ đi tới. Chết bia. Chết bia. Trời ơi chết bia luôn. Sao có 10.000.